Dấu ấn trận tử chiến ở chợ Đồng Xuân ngày 14 tháng 2 năm 1947. Cuộc chiến đấu của quân và dân thủ đô trong 60 ngày đầu kháng chiến thật sự là một điển hình thành công của nghệ thuật đánh giặc trên mặt trận đô thị của nước ta. Một tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, về sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đây là bước mở đầu oanh liệt của cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp, góp phần làm rạng rỡ truyền thống Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Các bạn thân mến, đó là những dòng chữ được khắc trên đài cảm tử ở ngay trước cửa chợ Đồng Xuân. Nơi đây đã từng diễn ra một trận đấu tiêu biểu cho tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Vậy cuộc chiến đó diễn ra như thế nào? Mời các bạn hãy cùng với chân dung lịch sử tìm hiểu trong video ngay sau đây. Bối cảnh lịch sử. Sau khi chính quyền lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố Việt Nam độc lập, thực dân Pháp dưới danh nghĩa lực lượng đồng minh tiến vào Đông Dương đề nghị giải giáp quân Nhật, nhưng kỳ thực là với mưu đồ tái chiếm thuộc địa. Chính quyền Việt Nam đã cố gắng hòa hoãn, nhưng cục diện càng lúc càng căng thẳng. Phía Pháp tiếp tục các hoạt động khiêu khích, nghiêm trọng nhất là vụ ngày 4 tháng 12, nhà thông tin bờ hồ bị đốt. Ngày 10 tháng 12, nhiều công sự của tự vệ bị Pháp đặt mìn phá hủy. Chiều ngày 7 tháng 12 năm 1946, quân Pháp chiếm đóng nhà ngân hàng Pháp Hòa. Chiều ngày 18 tháng 12, Pháp gửi cho chính phủ Việt Nam tối hậu thư đòi làm nhiệm vụ trị an ở Hà Nội và đe dọa. Đến sáng 20 tháng 12, những điều đó không được chấp nhận thì quân Pháp sẽ chuyển hướng sang hành động. Sáng ngày 19 tháng 12, Pháp gửi tiếp cho phía Việt Minh một tối hậu thư đòi tước vũ khí của vệ quốc đoàn ở Hà Nội, đòi Việt Minh phải đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị kháng chiến. Trước tình thế đó, Ban Thường vụ Trung ương của Chính phủ Việt Nam điện cho các chiến khu và tỉnh ủy, thành ủy. Giặc Pháp đã hạ tối hậu thư và đòi tước khí giới của quân đội tự vệ công an ta. Chính phủ đã bác bỏ tối hậu thư ấy. Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ là cùng, chắc chắn giặc Pháp sẽ nổ súng. Chỉ thị của Trung ương, tất cả hãy sẵn sàng. Chiều ngày 19 tháng 12 năm 1946, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp ra mệnh lệnh chiến đấu. Cơ quan cơ yếu mật mã, Bộ Tổng tham mưu truyền đi bản mật lệnh. Chuyến hàng sẽ đến lúc 18 giờ ngày 21 tháng 12. Hàng mang mã hiệu A+2, B-2. Chú ý theo dõi, đón hàng đúng giờ. Theo đó, quy ước chuyến hàng sẽ đến có nghĩa là tổng giao chiến bắt đầu. A là giờ cộng thêm 2, B là ngày trừ đi 2. Có nghĩa là cuộc tổng giao chiến bắt đầu lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12. Ngoài ra, để bảo đảm các nơi có thể kịp thời nhận lệnh, còn quy ước, khi Đài Tiếng Nói Việt Nam phát cầu, đồng bào chú ý, xin trân trọng mời đồng bào cả nước nghe lời Hồ Chủ tịch. Đó là tín hiệu tổng giao chiến. Đúng 20 giờ ngày 19 tháng 12, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát tín hiệu trên. Đúng 20 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 năm 1946, đèn điện toàn thành phố phụt tắt, pháo đài láng Hà Nội nổ súng, phát ra hiệu lệnh tổng tiến công, chính thức báo hiệu cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất bắt đầu. Tới 20 giờ 30, chính phủ Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp ra mệnh lệnh chiến đấu. Tổ quốc lâm nguy, giờ chiến đấu đã đến. Theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch và chính phủ, nhân danh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng chỉ huy, tôi hạ lệnh cho toàn thể bộ đội, vệ quốc quân và dân quân tự vệ Trung, Nam, Bắc phải nhất tề đứng dậy, phải xông tới mặt trận giết giặc cứu nước. Hy sinh chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, tiêu diệt bọn thực dân Pháp, quyết chiến. Các barrier, hầm hào được dựng lên trên các phố phường nội ô Hà Nội. Những đội cảm tử quân được thành lập, sẵn sàng dùng bom ba càng để kích nổ tiêu diệt xe tăng Pháp. Thanh niên nam nữ của 36 phố phường tại thủ đô Hà Nội đã cùng vệ quốc đoàn, công an, xung phong, tự vệ chiến đấu, đứng lên đánh Pháp theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trận chiến chợ Đồng Xuân năm 1947. Ngay sau khi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát đi, Liên khu 1 Hà Nội gồm 7 khu hành chính: Trúc Bạch, Hồng Hà, Đồng Xuân, Long Biên, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Thành, Hoàn Kiếm được giao trọng trách kìm chân địch. Nơi đây cũng trở thành trung tâm kháng chiến của quân và dân thủ đô. Đại tá Vũ Tâm chia sẻ: Ngày 6 tháng 1 năm 1947, Trung đoàn Quyết tử Liên khu 1 thành lập. Trung đội giữ chợ Đồng Xuân của tôi nằm trong đội hình của Trung đoàn, biên chế về tiểu đoàn 101 Đồng Xuân.
Lúc này ông làm tiểu đội trưởng tiểu đội 1, trung đội 1. Thực hiện mệnh lệnh, chợ phải đào hầm hào, làm ụ súng, lô cốt, chiến đấu trong phố. Mục tiêu được che giấu vì có nhiều nhà, mỗi nhà là một ụ chiến đấu vững chắc. Còn chợ Đồng Xuân, rộng hơn 1.000m2, mục tiêu lồ lộ, chỉ che đậy bởi một mái tôn mỏng manh, đạn súng trường bắn thủng. Trung đội phải đào hố cá nhân dưới gầm phản thịt để trú ẩn, bảo đảm an toàn. Ngoài ra, để có thể vận động, anh em còn phải đào các đường hào tạo thành đường cơ động khi chiến đấu. Theo Trung tướng Vương Thừa Vũ, chỉ huy mặt trận Hà Nội, thì quân Pháp tập trung hơn 400 quân và hàng chục xe cơ giới các loại, bao vây tiến hành đánh chợ Đồng Xuân để đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy liên khu 1. Trong 3 ngày, 11, 12, 13 tháng 2 năm 1947, quân Pháp cho máy bay ném bom bắn phá liên tiếp vào khu chợ Đồng Xuân và các phố Hàng Cót, Hàng Lược, Hàng Đường, Hàng Bạc, Mã Mây. Trong 3 ngày, 11, 12, 13 tháng 2 năm 1947, quân Pháp liên tiếp dội bom nã pháo vào toàn khu Đồng Xuân, bắn phá nát chợ. Quân Pháp sử dụng hỏa lực đánh theo 4 hướng. Hướng tấn công chủ yếu là dùng xe tăng dẫn bộ binh đánh vào sân bóng sau chợ, rồi phát triển sang chỗ đóng quân của Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 101. Hướng thứ yếu, dùng xe tăng dẫn bộ binh theo phố Hàng Giấy đánh chiếm phố Hàng Gạo trước cửa chợ. Hướng hỗ trợ, đánh kiềm chế vệ quốc đoàn ở phố Trần Nhật Duật. Nếu tiến triển tốt, sẽ chiếm ô quan trưởng. Hướng nghi binh, sử dụng đơn vị nhỏ cuối phố Hàng Mã, Hàng Cót, buộc vệ quốc đoàn tại đó phải chốt nguyên tại chỗ đối phó. Đến ngày 14 tháng 2 năm 1947, tiểu đoàn quyết tử 101 Đồng Xuân thuộc Trung đoàn Thủ đô. Sau 57 ngày đêm chiến đấu giữ liên khu 1, quân số chỉ còn 130 người, nhưng vẫn quyết tâm đánh lại quân Pháp, giữ vững các vị trí chiến đấu. Mờ sáng ngày 14 tháng 2, máy bay Pháp lại tiếp tục ném bom, bắn phá vào chợ Đồng Xuân và phố xung quanh. Pháo binh Pháp dồn dập dội bom đạn vào sở chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn phó Nguyễn Hùng, bí thư khu bộ Việt Minh Ngô Lê Động hy sinh ngay tại chỗ. Chính ủy viên kiêm chủ tịch ủy ban kháng chiến khu Đồng Xuân Đỗ Tần và chính trị viên Lê Thản bị thương nhưng vẫn bám trụ chỉ huy. Tiểu đoàn trưởng Mộng Hùng theo kế hoạch ra chốt ô quan trưởng. Quân Pháp bắn phá hơn 2 tiếng vào toàn khu và chợ. Gần 8 giờ sáng, quân Pháp tấn công 4 hướng cùng một lúc. Quân Pháp dùng Đại Bác, Đại Liên, Trung Liên, súng cối bắn dọn đường. Sau đó đưa xe tăng và bộ binh tràn vào nhằm cắt đứt liên lạc giữa các vị trí với nhau và giữa tiểu đoàn với các chốt phòng thủ với hy vọng tiêu diệt gọn tiểu đoàn 101 Đồng Xuân, rồi thập sâu vào chỉ huy sở trung đoàn và tiến tới làm chủ Hà Nội. Với tinh thần quyết tử, toàn bộ lực lượng của tiểu đoàn 101 đánh trả rất quyết liệt, buộc lính Pháp cứ vào được chợ lại phải rút ra. Khi xe tăng Pháp tiến được vào chợ, quân cảm tử từ các quầy hàng lừa cho xe tăng đi qua, bộ binh vừa tới thì xông ra đánh giáp lá cà. Cuộc chiến trong chợ diễn ra với những cuộc vật lộn vô cùng ác liệt. Quân Pháp phải đánh 3 đợt, đến đầu giờ chiều mới chiếm được chợ Đồng Xuân. Khoảng 16 giờ, xe tăng Pháp đến án ngữ đầu ngã tư Nguyễn Thiện Thuật, Hàng Chiếu, trước nhà cầm đồ Vạn Bảo và ngã tư Hàng Đường, Hàng Mã. 14 giờ chiều ngày 14 tháng 2 năm 1947, xe tăng Pháp chỉ còn cách chỉ huy sở tiểu đoàn 101 chiều ngang phố Hàng Chiếu. Pháp bên dãy số chẵn, bộ đội bên số lẻ. Ban chỉ huy tiểu đoàn nhận định, quân Pháp chiến đấu cả ngày, tinh thần mệt mỏi, chưa bám vững trận địa, địa hình không thuộc. Bộ đội tuy có khó khăn về đạn dược, nhưng mới được trung đoàn chi viện 20 người và súng đạn. Tinh thần chiến đấu càng đánh càng ngoan cường, dặn dày kinh nghiệm. Y tá trưởng Vũ Văn Thuận hết lòng cứu chữa thương binh, nên nhiều người vẫn xin ở lại chiến đấu giữa trận địa. Tiểu đoàn hạ quyết tâm, tổ chức lực lượng phản kích ngay trong đêm. Đêm đó, bộ đội xuất phát lúc 22 giờ. Hai trung đội do đồng chí Phạm Gia Ban và đồng chí Nguyễn Duân chỉ huy, đầy đủ vũ khí và nhiều chai xăng, lựu đạn buộc quanh mình, lợi dụng đêm tối tiến vào nhà địch trú quân. Các chiến sĩ do thông thuộc đường ngõ, đồng loạt nổ súng, quăng lựu đạn, làm lính Pháp hoảng hốt, kêu thét gọi cấp cứu rồi bỏ chạy tán loạn. Bộ đội đuổi theo sát lính Pháp. Bị tấn công bất ngờ, lại không dựa được vào xe tăng nên bị cô lập, bộ binh Pháp đã phải rút chạy. Đến gần 1 giờ sáng, quân Pháp bị đẩy lui khỏi phố Hàng Chiếu, Hàng Gạo, chợ Đồng Xuân. Toàn trận địa lại trở lại nguyên vị trí ban đầu. Kết quả, 3 xe bọc thép Pháp bị phá hủy. Bên Việt Minh cũng bị tổn thất với 15 người chết, 19 người bị thương, nhưng đã giữ vững được vị trí, là hành lang an toàn cho cuộc rút lui đêm ngày 17 tháng 2 năm 1947. Trận chiến đấu ở chợ Đồng Xuân là một trong những trận đánh oanh liệt nhất của chúng ta trong 2 tháng đầu
kháng chiến ở thủ đô và cũng là trận cuối cùng của Trung đoàn thủ đô trong nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ thủ đô, bảo vệ Liên khu 1 Hà Nội. Chợ Đồng Xuân hiện nay là trung tâm bán buôn lớn nhất miền Bắc, hoạt động sôi nổi suốt quanh năm. Ông Đỗ Xuân Thủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân tự hào. Ý thức được các giá trị văn hóa, lịch sử của chợ Đồng Xuân, chúng tôi luôn tuyên truyền với bà con kinh doanh giữ gìn, phát huy truyền thống vốn có của chợ, xây dựng chợ Đồng Xuân thành chợ văn minh thương mại. Đa phần bà con là những người sống trong khu vực này từ nhiều đời nay, nhiều hộ là cha truyền con nối kinh doanh trong chợ nên cũng trân trọng giá trị của chợ Đồng Xuân. Còn bạn, bạn có cảm nhận như thế nào về trận đánh tại chợ Đồng Xuân ngày 14 tháng 2 năm 1947 của quân và dân ta? Hãy để lại ý kiến của bạn xuống phần bình luận của video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!